Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Anh đến từ Celtic Studio. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một bài hướng dẫn nhỏ nhỏ, đó là các cái vấn đề thường gặp khi sử dụng SketchUp và V-Ray. Thì trong quá trình sử dụng thì thường là các bạn mới sử dụng SketchUp ấy, thì sẽ có rất là nhiều cái thắc mắc và các cái lỗi hay gặp. Thì hôm nay tôi xin làm một cái video này để hướng dẫn chung một số cái vấn đề cơ bản mà chúng ta thường gặp. Cái video này nó tương đối dài nên là hy vọng là các bạn sẽ theo dõi thật chi tiết. Thì hôm nay do giới hạn về thời gian, tôi chỉ nêu một số cái vấn đề mà rất là cơ bản thôi. Thì tôi sẽ chia ra là 3 phần, đấy là các cái lỗi dùng SketchUp, các cái lỗi sử dụng plugin và viêm tắt và các cái lỗi khi dùng V-Ray. Sau đây tôi xin làm cái sườn này, tôi đi từng phần. Bởi vì là tôi hay nói lan man nên phải có cái sườn này mới không bị đi lan man. Thì đầu tiên là lỗi dùng SketchUp là nên cài bản su nào. Thì hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều bản su, từ su 18 cho đến su 15 cho đến tận su 17 nữa. Thì khi mà chúng ta hiện tại thì theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn nên sử dụng su 18 là cái phiên bản mới nhất, tại vì là nó tương đối cải tiến nhiều tính năng và nó dùng rất là nhanh, mà mở file nặng lên cũng nhanh và vẽ nó nhẹ hơn. Các bạn đừng qua đừng đừng nghĩ là su 18 thì dùng nó nặng hơn. Có rất nhiều bạn bảo là dùng su 18 nặng nên là phải về su 15, nhưng thực ra không phải. Su 18 nó dùng nó nhẹ hơn su 15 rất là nhiều. Đây đây là giao diện của su 18. Khi mà các bạn mở su lên ấy, thì ở đây tôi sẽ mở song song hai cái phiên bản su. Thì khi các bạn mở su phiên bản su nào cũng vậy, ở đây phiên bản su 15 tôi vừa mới cài, tôi đang dùng, các bạn dùng thử thôi. Thì các bạn nhớ là ở về sau ấy, ở đây tôi lại không có cái này rồi, đây rồi, cái chỗ này này, về sau khi mà nó sẽ có một cái dấu tích ở đây, do phiên bản dùng thử thì nó không có cái này nên nhiều khi các bạn không để ý, nó sẽ có một cái dấu tích, nó có một cái dòng ở đây, các bạn dịch sang tiếng Việt ấy, nó chính là show on startup. Thì các bạn nên tắt cái này đi, tức là khi các bạn tắt cái dấu tích này đi ấy, bình thường là nó sẽ tích như này, thì các bạn nên tắt này đi. Thì khi các bạn tắt đi thì khi các bạn mở su lên thì nó sẽ không hiện lên cái bảng chào hỏi ấy nữa, thì cái thao tác của mình nó sẽ nhanh hơn chút xíu đó. Ví dụ như bây giờ tôi thử tắt su 18 đi, tôi mở lại chẳng hạn. Thì các bạn lại thấy là su nó nhảy lên luôn. Cái câu hỏi thứ hai là lỗi là không cài được su. Có rất nhiều bạn là gặp khó khăn trong việc cài su. Thực ra thì cái lỗi này thường các bạn sẽ gặp với cả phiên bản su 17. Khi mà cài su 17 thì các bạn sẽ thấy có một cái folder nó tên là VC Credit 64. Rất nhiều bạn thắc mắc về cái VC Credit này là gì. Và rất nhiều bạn hỏi tôi, thì thực ra là có những cái câu hỏi mà nó dài quá và trả lời nó dài quá, tôi cũng không biết giải thích cho các bạn như nào cả. Tại vì nếu như cái này tôi chỉ nói là cái phần thư viện của Windows, thì các bạn, tôi nói đây là thư viện của Windows thì các bạn lại càng khó hiểu hơn. Đó, thế nên là tốt nhất là những cái nào dài quá thì các bạn lên Google gõ VC Credit đây là gì, đó nó sẽ ra rất là nhiều thứ, bởi vì những cái này nó là phần hiểu nôm na nó là thư viện ngôn ngữ lập trình của Windows thôi, chúng ta phải có những cái này nó mới cài được. Thì tại sao phiên bản su 15 nó không có mà phiên bản su 17 hoặc 18 thì thường thường nó lại hay có? Tại vì là khi các phiên bản su nó mới ra ấy, thì do nó mới quá, thế nên là cái phiên bản Windows của các bạn là nhiều khi mà các bạn không cập nhật Windows ấy, thì nó sẽ không hỗ trợ đủ các cái thư viện để mà cài đặt. Thế nên là trong cái bộ cài, người ta sẽ phải đính sẵn cái thư viện này để các bạn cài. Thì tốt nhất là để không bao giờ phải lo lắng cái phần này, thì các bạn nhớ là luôn luôn cập nhật Windows một cách mới nhất. Thì để cập nhật Windows, các bạn có thể Google là hướng dẫn cập nhật Windows chẳng hạn. Đó, thì thường thường với bạn dùng Win 10 hay Win 7 thì không quan trọng. Các bạn nhớ là ví dụ các bạn đang ở Win 7 ấy, thì không phải là các bạn cập nhật Windows là các bạn lên Win 10 đâu, mà là chỉ là các bạn cập nhật các thành phần hệ thống của Windows thôi, bằng cách là các bạn sẽ ấn vào cái nút Start này. Sau đó các bạn gõ vào đây là Windows Update. Đó. Thì các bạn ở đây sẽ thấy là nó có phần là Check for Update và Windows Update Setting đó. Thì ở đây các bạn tích vào Check for Update. Thì khi mà các bạn check vào for update ấy, thì Windows luôn luôn là nó sẽ kiểm tra xem là có bao nhiêu cái phiên bản đang cập nhật đang 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 sẵn sàng, thì các bạn có thể ấn cập nhật. Đó, thế là xong. Thì luôn luôn là Windows của bạn sẽ được cập nhật mới nhất, mà thế là các bạn không phải lo gì đến cái việc này nữa cả. Thì khi mà cái việc mà các bạn cài su 17 không được ấy, hoặc là cài su 18 không được ấy, rất nhiều người gặp cái lỗi này, thì đa phần đấy là do cái phiên bản Windows của bạn nó cũ quá thôi. Nó chưa hỗ trợ các cái thư viện đồ họa của Windows nên là các bạn không cài được. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi.
Đây bạn thấy là tôi mở Zoom 18 phát lên luôn này, nó không hiển lên cái bảng chào hỏi lúc nãy nữa. Rồi sang câu hỏi số 3, đấy là lỗi bị văng su. Thì đây là một cái lỗi rất là điển hình, các bạn hay gặp cái lỗi này. Các bạn rất hay gặp gặp cái lỗi này đó. Thì đây là một cái lỗi mà nó không có nguyên nhân cụ thể, nó có rất là nhiều nguyên nhân. Vui vui này nó cũng văng, các bạn vẽ file nặng quá nó cũng văng, máy yếu quá nó cũng văng, chả làm gì nó cũng văng, máy khỏe nó cũng văng. Nói chung là cái lỗi này là một trong những cái lỗi khá là huyền thoại, bởi vì là nó không có một cái nguyên nhân cụ thể và chúng ta gần như là chúng ta không sửa được nó. Chúng ta chỉ có thể hạn chế gặp nó một cách tối đa thôi. Cái này thì bởi vì là nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái này nên tôi cũng không thể nói trong một hai câu mà được hết cả. Thì ở trong này tôi có một cái group trên Facebook, đó là Susu SketchUp Studio, Susu SketchUp Online hoặc Celtic Studio. Thì các bạn có thể đây đây chính là cái đường dẫn của cái này. Các bạn có thể vào group susu.hoanganh này, hoặc các bạn chỉ đơn giản các bạn gõ Susu SketchUp Online hoặc Celtic Studio, các bạn tìm thấy. Thì trong cái group này thì tôi có một cái phần, đó là phần giới thiệu. Trong phần giới thiệu này thì các bạn ấn vào xem thêm nha. Thì tôi có giới thiệu các cái phần, các câu hỏi thường gặp. Tại vì khi các bạn dùng Su sẽ có rất nhiều câu hỏi thường gặp, các bạn nên đọc cái này. Cái thứ hai là các tài liệu cần thiết, các bạn muốn download gì các bạn vào trong này. Và cái thứ ba là các lỗi thường gặp. Đấy, tôi có làm riêng một cái album trong này. Khi các bạn vào lỗi thường gặp này, các bạn thấy là có rất 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 nhiều lỗi. Thì trong đó nó sẽ có một cái lỗi, tôi có đăng cái ảnh cái lỗi này chưa ấy nhỉ? Hình như có rồi anh ta. Đây đó, thì các bạn chịu khó xem trong này hộ tôi. Rồi ok, câu hỏi tiếp sang đến cái phần nữa là phần lỗi khi sử dụng plugin mà phím tắt. Thì đầu tiên là nó có một cái nó gọi là nên cài plugin như thế nào cho đúng. Thực ra là cái câu hỏi về cái câu này này nó sẽ liên quan đến cái câu C này. Đấy, là lỗi khi bị văng su, hoặc là khi các bạn hoặc là lỗi khi dùng SketchUp. Khi các bạn dùng su ấy thì đa phần các cái lỗi liên quan đến dùng su, như các bạn vẽ su nó bị giật hoặc là vẽ nó bị văng, thì nó đến một phần cũng khá là nhiều là do các bạn sử dụng plugin nó bị lỗi. Thì do là các bạn khi cài plugin ấy, các bạn không cài nó đúng cách. Sau đây thì tôi xin lấy một cái ví dụ như thế này. Các bạn thường mới tự học su, các bạn sẽ lên gõ là đây, các bạn sẽ lên Google gõ là plugin SketchUp đó, các bạn rất hay kiếm cái này đó, và các bạn sẽ thấy là có những cái bài hướng dẫn nó rất là chi tiết đó, hướng dẫn cài đặt plugin cho SketchUp này, hoặc là SketchUp 2018 17 gì đó. Thì khi mà các bạn xem những cái bài hướng dẫn này thì các bạn sẽ thấy là người ta hướng dẫn rất là chi tiết đó, và hướng dẫn nào là bộ cài này, chuẩn bị này, bộ cài này, bộ download về này, và các cái bước cài hướng dẫn rất là chi tiết ở đây. Và sau đó kết quả cuối cùng là cài xong thì như này. Thì tôi đảm bảo với các bạn một điều là khi bạn cài này xong ấy thì chắc chắn là bạn vẽ sẽ gặp rất nhiều lỗi. Tại vì sao? Bởi vì là cái thực ra plugin của Su ấy nó không phải là một cái gì đấy, nó không phải là một cái gì đấy bí hiểm cả. Nó có một hẳn một cái chợ plugin trên Su. Đây nó có cái phần các bạn có thể vào extension warehouse chẳng hạn. Đó. Thì đây là một cái kho plugin của Su luôn, của chính chủ trang SketchUp, hoặc là có một cái khác nó là cái plugin store đâu rồi ta. Các bạn đợi tôi chút xíu nha. Để nhiều quá. À đây. Thì nó có hai cái kho plugin trực tuyến lớn nhất, đấy là một kho của SketchUp extension.sketchup.com, và cái trang thứ hai nó là của một cái trang là sketchucation.com. Thì hai cái trang này về cái nội dung plugin thì nó là như nhau, và cái khối lượng plugin trên này nó rất là lớn. Các bạn muốn tìm plugin gì các bạn chỉ vào đây các bạn tìm cái là xong. Nó không phải là một cái gì đấy mà chúng ta phải down về một cách bí mật cả. Thì cái khối lượng plugin trên này nó lên đến hàng nghìn. Thế thì cái thường thường trong những cái bài viết như này này thì cái plugin mà người ta cho các bạn download về thì nó chỉ cỡ khoảng tầm hơn 100 plugin thôi. Thì các bạn thấy là số lượng nó rất là ít so với cả những cái thằng này. Nhưng mà do là chúng ta thích ăn sẵn nên là chúng ta
thấy chỗ này nó gom một đống vào rồi chúng ta hay down về và chúng ta cài luôn, chứ chúng ta không chịu khó lên đây chúng ta tìm và chúng ta down. Vì vậy nên là nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề như này này, là các bạn cứ tưởng tượng này cho dễ, cái plugin ấy nó giống như là cái app trên điện thoại của bạn thôi. Khi cái điện thoại mà bạn cài nhiều app quá thì nó dễ chậm máy và vì nó dễ gây xung đột. Thế nên là chúng ta có một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta dùng plugin ấy, để trả lời câu hỏi là nên cài plugin như nào cho đúng, thì các bạn nhớ là chúng ta không nên cài quá nhiều plugin khi mà chúng ta không biết rõ được cái tính năng và cái công dụng của nó. Bởi vì các bạn có cài một đống plugin, các bạn thấy này, một đống plugin như này vào thì các bạn cũng chả biết được nó là cái gì, bởi vì là ở đây nó chỉ là bộ cài thôi, nó không có hướng dẫn sử dụng. Thế nên các bạn cũng không biết được là cái plugin nào nó có cái tác dụng như nào cả. Thì cái việc mà các bạn cài vào máy là hoàn toàn vô ích, bởi vì chúng ta vào cài vào mà chúng ta không biết rõ tác dụng của nó thì chúng ta cũng không có dùng được, mà không dùng được thì coi như là vứt đi. Đó, thế nên các bạn đừng cài quá nhiều vào, bởi vì cài nhiều quá vào quá nó dễ bị xung đột. Có rất 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 nhiều lỗi liên quan đến cái việc xung đột plugin này. Ví dụ như là trong các cái lỗi thường gặp mình có nói không ta? Ví dụ đây, các bạn có thể thấy là một vài lỗi mà chúng ta rất hay gặp trong này. Đây, đây ví dụ một cái lỗi này chẳng hạn. Đó. Nó có nhiều lỗi liên quan đến plugin lắm, nên các bạn đừng cài quá nhiều plugin nha. Các bạn nên cài plugin có chọn lọc. Thì trong cái vẫn trong cái group Susu này của tôi này, thì câu hỏi số 2 để các tài liệu cần thiết này. Thì trong này tôi có up cái bộ cài, các bạn ấn vào đây nhé, ấn vào xem thêm nhé. Thì tôi có up các cái bộ cài từ su 15 cho đến su 18 gì đó. Và mỗi một cái bộ cài thì tôi đều có up thêm cái bộ plugin theo. Thì cái bộ plugin này ấy, nó chỉ là cái bộ mà tôi hay dùng thôi. Thì cái bộ plugin của tôi nó tương đối là ít, nó chỉ cỡ khoảng tầm gần 20 cái thôi, nó không không quá nhiều. Và những cái bộ plugin này là cái bộ mà tôi dùng thường xuyên và tôi sử dụng trong quá trình giảng dạy, và tôi dùng nó từ rất lâu rồi. Thế nên là khẳng định là cái bộ plugin này nó không bị xung đột, nó sẽ không bị xung đột với nhau và nó hoạt động rất là tốt, vì tôi đã test cái bộ này rất là nhiều. Thì nếu như các bạn có thể tham khảo bộ này, nhưng thực ra tôi khuyên các bạn không nên cài, tại vì là về nguyên tắc là chúng ta chỉ cài những cái gì mà chúng ta biết thôi, cài vào mà mình không biết, mình không dùng thì coi như là bỏ. Câu hỏi thứ hai nữa, à đây là đây câu hỏi thứ hai đấy là cách xử lý lỗi về plugin và cài nhà cho đúng. Thì các bạn nhớ là khi mà cài plugin ấy, chúng ta có hai kiểu cài. Cái thứ nhất là với những cái plugin mà các bạn download về mà nó có đuôi là RB, thì một cái plugin này nó sẽ đi kèm theo một cái folder chứa dữ liệu. Ví dụ như này, tôi có một cái plugin tên là JHS, thì nó sẽ có file RB, đây là file thực thi của plugin. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái folder chứa dữ liệu. Thì việc các bạn cần làm ấy là các bạn copy hai thằng này, copy file cài, file chạy, xin lỗi, file RB và folder chứa dữ liệu. Các bạn copy hai cái này vào trong cái thư mục trong cái ổ cài đặt ổ C của các bạn ấy, program file này, SketchUp này, SketchUp 2015, 2018 gì đó. Các bạn copy vào trong này và trong cái thư mục extension. Đó, thế là xong. Thứ nhất là việc copy. Đấy, cách cài thứ nhất là cài bằng copy. Cách thứ hai là với một số cái plugin khi mà các bạn download ở trên các cái chợ plugin này này. Đó. Trên các cái chợ này thì khi các bạn download các cái plugin này về ấy, thì nó sẽ có đuôi là RBZ. Và với cái đuôi này các bạn không thể cài trực tiếp được bằng cách copy, mà bạn phải cài bằng su, tức là bạn sẽ phải mở SketchUp lên. Ở đây tôi sẽ nói với phiên bản su 18 cho nó là phiên bản mới nhất hiện nay. Thì các bạn sẽ vào cài bằng cách các bạn vào Windows này, vào phần Extension Manager và các bạn ấn cái nút Install Extension. Sau đó bạn chỉ đường dẫn đến cái nơi mà các bạn chứa cái file cài đặt SketchUp. Ồ, lộn, bộ cài su và VRAY. Đây, ví dụ su 17 plugin Hoàng Anh nhỉ. Ví dụ đây, tôi có rất là nhiều plugin thì các bạn thấy là những cái đuôi này nó đều có đuôi là RBZ hết. Thì các bạn phải kích vào trong này và các bạn mới cài được. Ví dụ tôi cài một cái này chẳng hạn. Đó, thế là xong. Thế thôi, rất đơn giản. Còn khi mà cách xử lý lỗi về plugin ấy, khi mà các bạn dùng plugin mà các bạn cảm thấy nó bị lỗi, thì thường là chúng ta sẽ có cách giải quyết đơn giản nhất, đó là chúng ta sẽ xóa plugin đi và chúng ta cài lại từ đầu. Chúng ta sẽ xóa toàn bộ plugin đi. Thì cách xóa chúng ta sẽ xóa như sau này. Các bạn nhớ là khi xóa plugin bắt buộc các bạn phải xóa ở trong cả hai nơi. Thứ nhất là C program file SketchUp 20 gì đó, phiên bản mới bạn đang dùng, vào trong mục Shippers Extension.
Thì các bạn nhớ là cái này là nó sẽ nằm ở trong program file này và trong phần shipped extension. Đây là xóa lần xóa đầu tiên. Tuy nhiên sau khi mà bạn xóa như này xong ấy, thì các cái plugin nó vẫn tồn tại trong máy và các bạn vẫn gặp lỗi như bình thường. Đó. Các bạn bắt buộc phải xóa tiếp lần thứ hai, đấy là trong ổ C các bạn vào phần user, vào cái ổ máy tính của các bạn và cái user các bạn đang dùng, ví dụ như máy tôi nó đang tên là Celtic Studio chẳng hạn. Và các bạn vào một cái phần là app data. Các bạn thấy là cái này nó đang hơi mờ mờ nhá. Thì thường thường nếu mà các bạn không nhìn thấy cái này ấy, thì các bạn sẽ phải vào phần view và các bạn tích vào cái hidden item đi. Đó, các bạn thấy là bây giờ tôi bỏ cái đấy đi thì các bạn thấy không có cái app data nào nữa cả. Các bạn phải vào view này và hidden item. Cái này các bạn nếu mà không dành về máy tính, các bạn có thể lên Google gõ một cái hướng dẫn, đó là hướng dẫn hiện file folder đi. Folder ẩn trong máy. Các bạn có thể để cho chắc ấy, thì các bạn đang dùng phiên bản nào, các bạn có thể thêm chữ Windows vào, Win 10 hay Win 7 gì đó tùy vào phiên bản các bạn đang dùng, thì những cái này nó sẽ hướng dẫn tương đối là chi tiết. Những cái gì mà các bạn không rõ các bạn nên lên Google gõ phát là nó ra luôn. Xin cảm ơn anh Google. Đó, thì lại nói tiếp nhé, là cách cách xóa thứ hai là các bạn sẽ phải vào ổ C này, vào user này, vào cái máy bạn đang dùng và vào phần app data, vào tiếp roaming, vào tiếp SketchUp và vào tiếp cái phiên bản SketchUp bạn đang dùng, vào tiếp một cái phiên bản nó là SketchUp nữa và vào tiếp một cái nữa là plugin. Đó. Trong này nó cũng sẽ có chứa plugin. Đó, các bạn thấy là đường dẫn nó rất là dài. Thì thực ra là cái này tôi có nói ở trong cái câu hỏi thường gặp rồi. Tại vì là những cái câu nào mà tôi có sẵn, tại vì tôi rất hay bị hỏi, thế nên là cái nào mà tôi đã viết phải sẵn, viết sẵn các câu hỏi thường gặp rồi. Các bạn nhiều khi các bạn không chịu đọc. Ví dụ như là có bạn hỏi là xóa plugin như nào, thì tôi bảo là phải xóa bằng hai nơi, các bạn là xóa hai nơi như nào, tôi bảo đọc các câu hỏi thường gặp. Nhưng mà các bạn nhiều khi là xem cái này nó nhiều quá nên là các bạn không 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 để ý, các bạn lại nghĩ là không có, thực ra có này. Đấy, câu số 3B này. Phải xóa ở cả hai chỗ này. Đó, đây, chỗ thứ nhất và đây là chỗ thứ hai. Đó. Hình như cái này nó có hết rồi mà, các bạn chỉ việc đọc các câu hỏi thường gặp của tôi nha. Ok, sang đến cái câu số 3, sang câu 2C, các lỗi thường gặp khi dùng phím tắt. Cái đây là câu cũng rất là nhiều người 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 thắc mắc là tại sao có những phím tắt mà các bạn không dùng được, có những phím tắt lại bạn lại dùng được. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn cài su xong ấy thì mặc định là trong su nó đã có cái hệ phím tắt mặc định của nó rồi. Ví dụ như các bạn ấn phím H chẳng hạn thì nó chính là cái phím Pan này, hay là phím phím O thì nó chính là cái phím Orbit như này chẳng hạn. Thế thì khi mà các bạn sử dụng khi mà các bạn dùng phím tắt ấy, nó sẽ có hai vấn đề như sau này. Thứ nhất là ví dụ như các bạn học ở chỗ tôi ấy, mà có một số cái lệnh tôi nói các bạn lại làm không được. Ví dụ như là trong ví dụ như lúc tôi nói như này, tôi bảo là có một cái lệnh là lệnh H chẳng hạn, H này, bạn có thể chia mặt như này chẳng hạn. Đấy, chia 5 chẳng hạn. Đó. Ví dụ thế. Hay là lệnh N là lệnh lật lật mặt như này chẳng hạn. Thì các bạn về nhà các bạn lại không làm không được, thì các bạn nhớ là phím khi mà các bạn dùng một phím tắt không được ấy thì nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân số 1 đấy là các bạn chưa cài phím tắt. Và nguyên nhân số 2 đấy là các bạn chưa cài plugin. Thì các bạn bắt buộc phải cài cả phím tắt và cài cả plugin thì bạn mới dùng được các phím tắt như tôi dạy. Thứ nhất là làm thế nào để kiểm tra mình đã cài phím tắt hay chưa. Các bạn sẽ thấy là ở đây là cái phiên bản su 15 này, tôi vừa mới cài lên, tôi chưa có cài phím tắt hay plugin gì cả. Thì các bạn thấy là khi các bạn ấn vào chữ Windows ấy thì ở đây nó sẽ không hề có phím tắt nào hết. Còn khi mà các bạn cài phím tắt rồi ấy, các bạn sẽ thấy là đây là phiên bản su 18 ấy, các bạn ấn vào Windows rồi. Các bạn sẽ thấy này, nó có một số cái phím này. Thì cái đặc trưng phím tắt của tôi ấy, đấy là các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là nó có cái phần preference, thì phím tắt tôi đang đặt mặc định nó là tôi đang đặt nó là Control Alt P. Các bạn cứ thấy này là các bạn sẽ thấy sẽ biết là mình đã cài được phím tắt rồi. Đấy. Bởi vì là cái phần có một số phím tắt tôi đặt của riêng tôi thì nó rất dễ nhận biết. Các bạn cứ thấy là vào Windows rồi mà thấy preference nó đang để là Control Alt P thì chắc chắn đây là phím tắt của tôi đang dùng. Đó. Thế là các bạn đã biết là các bạn đã cài được phím tắt rồi. Mà vậy thôi. Thì khi bạn thấy là ví dụ như ở bên này ấn vào đây hoàn toàn không có gì,
thì chứng tỏ là chưa cài phím tắt thôi. Thì chúng ta cài, để cài phím tắt thì tôi hướng dẫn nhanh này. Các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ vào Windows, vào Preference. Sau đó các bạn sẽ tiếp vào một cái phần là phần shortcut, và các bạn nhớ là phải ấn import này. Sau đó bạn sẽ chỉ đường dẫn đến cái nơi mà bạn lưu cái phím tắt của mình. Cái file phím tắt nó sẽ có đuôi là .dat. Thì cái file này để cài phím tắt thì các bạn nhớ là các bạn nên vào su và làm như tôi vừa hướng dẫn đấy. Xong các bạn ấn import vào. Nhưng mà trước khi ấn import ấy, thì các bạn nên kích vào phần option và bỏ cái file location này đi, để nó tránh xảy ra một số cái lỗi đáng tiếc. Ok, thế là xong, import vào. Sau khi import vào thì sẽ có một số phím tắt mà tôi đặt nó bị trùng với cả phím tắt mặc định. Thì các bạn cứ nhấn ghi đè thôi, cứ yes, 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 yes và ok hết, thế là xong. Ok, xong. Thế là các bạn sẽ dùng được như bình thường. Nhưng mà bây giờ nó lại xảy ra một cái trường hợp thứ hai, đấy là sau khi các bạn cài phím tắt vào các bạn vẫn không dùng được đâu. Ví dụ như có cái lệnh N, các bạn ấn N không thấy gì cả. Đó, các bạn ấn N không thấy gì hết. Hay là có một số cái lệnh khác. Thì nguyên nhân số 2 chính là bạn chưa cài plugin. Các bạn khi mà nhất là các bạn học tôi thì các bạn bắt buộc phải cài cái bộ phím tắt và plugin đi kèm theo thì các bạn mới làm được như những gì tôi hướng dẫn. Bởi vì là tôi hướng dẫn thì dựa trên cái phím tắt và plugin tôi đang dùng. Thế thì khi để biết các bạn cài plugin hay chưa ấy, thì rất đơn giản như sau này. Trong giao diện su bạn sẽ ấn vào phần extension. Đó, thì các bạn thấy là ở đây nó không hề có gì cả, thì chứng tỏ là bạn chưa cài được plugin. Đây, bên này bạn có thể su 18 tôi đã cài đủ rồi, bạn ấn vào extension, các bạn thấy đây, đây là các cái plugin mà tôi đã cài. Nếu mà các bạn thấy nó dài hơn cái chỗ này thì tức là bạn đang cài bị thừa. Còn cái bộ plugin của tôi cài thì khi các bạn ấn vào chữ extension thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thực ra là cái V-Ray Lowbus Cutter và cái Wrap này thì các bạn không cần quan tâm, vì cái này là cài thêm thôi. Cái bộ plugin các bạn cài là nó sẽ không có 4 cái này đâu. Đấy, nó sẽ chỉ có mấy cái này thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, có 7 cái này thôi. Đấy, thế là xong. Thì các bạn nhớ cài plugin và phím tắt đầy đủ nha. Một cái lỗi nữa khi mà dùng phím tắt, đấy là có một số bạn học online ấy, thì các bạn lại dùng phím tắt, các bạn lại, tại vì cái phiên bản online tôi dạy thì là dạy trên su 15, còn hiện tại phiên bản su 18 nó đã ra mới nhất rồi, thì có một số cái lệnh tắt các bạn dùng nó lại, tức là khi các bạn học 15, nhưng mà khi các bạn cài ấy, và các bạn sử dụng ấy, thì nó lại là phiên bản 18. Thì các bạn sẽ thấy là có một số cái phím tắt mà bạn ấn nó lại không giống như những gì bạn học. Đó. Thì cái này tôi xin phép giải thích như sau này, là do trong mỗi một cái phiên bản su ấy thì cái đường dẫn cho phím tắt nó lại khác nhau. Thế nên là cái phím tắt nó sẽ bị khác nhau, và thỉnh thoảng tôi lại hay đổi phím tắt nữa. Thế nên là nếu bạn dùng su 15 mà các bạn cài phím tắt của su 15 các bạn dùng sẽ thấy là giống như tôi dạy. Còn nếu mà các bạn dùng học su 15 các bạn cài su 18 thì các bạn thấy là sẽ có một số cái nó không giống như tôi dạy. Thì ở đây tôi xin phép được hướng dẫn luôn. Thì trong cái phiên bản su 15 sẽ có một số cái lệnh tắt nó bị thay đổi như sau này. Thứ nhất là ở đây tôi sẽ lấy một cái làm một cái bảng nhá. Đấy là su 15 và su 18. Thì trong su 15 ấy, nó sẽ có một số cái lệnh này, và sang su 18 nó sẽ bị đổi lại như sau này. Thì đầu tiên là trong su 15 nó sẽ có cái lệnh Z. Ở trong này tôi sẽ thử su 15 này thì có cái lệnh Z. Ồ, đây là lệnh zoom. Chỗ này nó bị lẫn lộn một chút xíu. Trong su tại vì tôi đã cài su 18 trước nên khi cho su 15 mà phím tắt nó được thay đổi theo đâu rồi. Thì tôi sẽ nói lại cái này theo cái giáo trình này vậy. Theo đúng cái giáo trình ấy, khi các bạn dùng su 15 ấy thì cái phím với su 15 ấy thì phím Z ấy nó chính là lệnh lấy đối xứng mirror. Thì cái lệnh Z từ su 15 này thì sang su 18 nó sẽ đổi thành lệnh Ctrl M. Đó. Cái lệnh đây là su 15 nha. Còn bên này là su 18. Rồi. Chúng ta sẽ có hai cái bảng như này. Cái thứ hai nữa là lệnh X bên su 15, nó là lệnh phát hiện điểm hở. Thì sang su 18 ấy tôi đã đổi nó thành lệnh Ctrl Shift X.
Đoạn này những với cái đoạn này những bạn nào mà không phải học viên của tôi, các bạn hãy tua qua cho nhanh, vì đoạn này nó hơi dài. Và cái lệnh song su 15 ấy, nó có một cái lệnh trong 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 su 15 có một cái lệnh, đấy là lệnh Ctrl V kép chẳng hạn. Thì trong su 18 thôi đổi nó thành lệnh Z. Lệnh Z bên su 18 ấy bây giờ nó chính là lệnh zoom. Còn lệnh X trong su 18 ấy bây giờ nó sẽ thành là lệnh zoom window. Zoom window. Đó. Thêm một cái nữa là trong cái su 18 thì bây giờ cái lệnh Shift Z thì nó chính là zoom toàn cảnh. Toàn cảnh. Cái này các bạn nên ghi vào cho khỏi quên. Và cái nữa là lệnh Shift Shift thì nó sẽ chính là zoom vào đối tượng lựa chọn, hay còn gọi là zoom selection. Đó. Đó, đấy là một số cái thay đổi trong su 15 và su 18. Nó chỉ thay đổi một số phím tắt nho nhỏ như vậy thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là trong su 15 đây nó có một cái nút ví dụ như V-Ray chẳng hạn. À trong cái này nó có chưa nhỉ? Trong cái là su 15 này hình như mình cho vào rồi đúng không? Đúng rồi, mình cho vào rồi mà. Đây, trong su 15 ấy nó sẽ có một số cái, nhất là phần về phần V-Ray thì do cái đường dẫn của su 15 ấy. Đây ví dụ tôi lấy một cái tôi lấy một cái lệnh như này. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong su 15 ấy thì nó cái lệnh F9 của tôi hiện tại là nó đang được sử dụng cho một cái lệnh render, thì đường dẫn nó là extension V-Ray render như thế này. Nhưng mà sang su 18 chẳng hạn thì do cái thay đổi của nó nên là nó lại không có cái lệnh đấy nữa, nó lại đổi thành cái lệnh khác. Đó, thế ví dụ như này các bạn thấy là sang su 18 ấy cũng là cái lệnh render này thì cái đường dẫn nó lại là như sau. Đây tôi đã gán lại cho lệnh nào lệnh F9 nhé. Bạn sẽ thấy là đó, su 18 thì nó lại là extension này, V-Ray này, V-Ray rendering này và render. Các bạn thấy là nó đường dẫn nó sẽ dài hơn. Trong khi với su 15 ấy thì cái đường dẫn nó chỉ là extension này, V-Ray render. Thế nên là đương nhiên là khi các bạn dùng su 18 thì các bạn nếu các bạn lấy cái bản phím tắt của su 15 vào đấy thì các bạn ấn F9 thì nó sẽ không render được, các bạn bắt buộc phải đặt lại. Thì cái phần đặt phím tắt này thì tôi đã hướng dẫn rồi. Các bạn nếu mà muốn đặt phím tắt cho cái thằng nào ấy, thì các bạn chỉ việc tìm kiếm lên trên này và các bạn đặt thôi. Rồi ok, xem là còn phần nào nữa không ta? Các lỗi thường gặp khi dùng phím tắt. Chắc là hết rồi. Thêm một cái nữa là rồi bây giờ tôi sẽ sang cái phần tiếp theo là phần lỗi khi dùng V-Ray. Phần thứ ba, lỗi khi dùng V-Ray. Thì câu A là nên dùng cái bản V-Ray nào? Thì trong các hiện tại ấy, là nó V-Ray nó chia ra rất 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 nhiều phiên bản, chúng ta có thể kể đến một số phiên bản như sau: V-Ray 2.0, V-Ray 3.0 beta. Cái bản V-Ray 3.0 này nó chỉ là bản beta thôi. Bản tiếp theo là có bản V-Ray 3.4. Nhưng mà bản 3.4 này thì nó lại chia ra là từ 3.4.01 cho đến 3.4.04. Đấy, tức là nó có tận 4 phiên bản V-Ray 3.4 cơ. Và tiếp theo là phiên bản V-Ray 3.6. Thì 3.6 thì nó lại chia ra làm 3.6.01. Và 3.6.02. Đó, các bạn thấy là nó có rất nhiều bản V-Ray này, thế nên là các bạn hay bị loạn. Thì hiện tại là tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng phiên bản V-Ray 3.6.01. Vì các bạn dùng 3.6.02 thì cũng được. Các bạn hai phiên bản này các bạn dùng cái thằng nào cũng được, nhưng mà tôi thì tôi hay thích dùng cái bản 3.6.01 này hơn. Các bạn không nên dùng V-Ray 3.4 bởi vì V-Ray 3.6 ấy nó có một cái nó cực kỳ hay so với các phiên bản V-Ray trước. Đó là nó có một cái phần đó là phần file path editor này.
Đấy, nó sẽ thống kê cho các bạn biết là trong bài của các bạn ấy là nó có những cái thành phần nào nó đang bị thiếu về mất lỗi đường dẫn. Khi các bạn dùng V-Ray thì một cái lỗi mà chúng ta rất hay gặp đấy là lỗi đường dẫn. Thì các bạn có thể dùng cái tính năng Five Path Editor này. Cái này thì hạn chế thời gian tôi không trình bày kỹ ở đây. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái thằng này. Đó. Đó, thì ở đây cái câu B này thì tôi cũng trả lời luôn rồi là giao diện V-Ray của tôi không giống như trong video hướng dẫn. Hoặc là trong các cái tool hướng dẫn khác thì do là cái phiên bản V-Ray bạn dùng ấy là nó không không giống như trong hướng dẫn thôi. Ví dụ tôi đang hướng dẫn bạn bằng 3.6.01 mà bạn đang sử dụng 3.0 chẳng hạn thì đương nhiên là nó sẽ không giống nhau rồi. Nên các bạn nên cài phiên bản V-Ray mới nhất thì nó sẽ dễ hơn. Một câu hỏi tiếp theo là render quá lâu và quá xấu thì thực ra cái vấn đề mà gen làm sao cho đẹp và nhanh ấy thì nó là một cái vấn đề to đùng. Nó có rất nhiều cái liên quan đến cái này thì ở đây tôi chỉ xin phép được giải thích sơ sơ thôi. Đấy là khi các bạn dùng V-Ray V-Ray 3.4 và 3.6 mới ấy, thì các bạn lưu ý là các bạn tuyệt đối không được lấy setting có sẵn. Một cái thói quen rất xấu khi mà chúng ta dùng V-Ray 2.0 đấy là chúng ta hay lấy các cái setting có sẵn. Nhưng mà khi mà lên V-Ray mới ấy, thì do các cái cách thức tính toán và thuật toán nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Thế nên là khi các bạn lấy một cái setting, đây các bạn hay load render setting này, form file này, các bạn hay lấy một cái setting nào đó vào ấy, thì các bạn sẽ gặp rất 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 nhiều lỗi. Mà một lỗi rất cụ thể đấy là render nó cực kỳ lâu. Thực ra mà nói ấy là theo đánh giá một cách khách quan ấy, thì cái phiên bản V-Ray 3.4, 3.6 ấy là nó render nhanh hơn bản 2.0 rất rất nhiều. Tuy nhiên là khi mà các bạn vẫn dùng theo cách của V-Ray 2.0 thì các bạn sẽ thấy là nó gen sẽ lâu hơn cực kỳ nhiều và thậm chí là còn xấu hơn. Thế nên là tóm lại là với phiên bản V-Ray mới ấy, các bạn tốt nhất là không nên chỉnh bất kỳ một cái setting nào cả. Khi mà các bạn lỡ may mà các bạn mở một cái file mà cái file đấy nó được vẽ từ hồi V-Ray 2.0 thì khi các bạn mở lên ấy thì cái file này, cái phần setting này nó sẽ là setting của V-Ray 2.0. Chính vì vậy nên là nó sẽ gen lâu hơn rất nhiều. Thế nên khi các bạn mở lên, các bạn có thể ấn một cái nút này, Revert to default render setting, thì cái này nó chính là nút reset setting. Đấy, các bạn sẽ reset lại tất cả các cái setting của bài này và các bạn cứ thế gen thôi. Thì thường là với V-Ray mới ấy, cái setting mặc định của nó ấy, cũng là một setting nó tương đối đẹp và nhanh rồi. Ví dụ cụ thể như cái bài này chẳng hạn, cái bài tôi đang lấy làm ảnh bìa này chẳng hạn, ảnh nền desktop này chẳng hạn, thì tôi cũng chỉ gen bằng setting mặc định và tôi chỉnh nó cao lên một chút xíu thôi. Nó gần như là có thể nói ở đây là setting mặc định thôi, nó cũng không 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 có gì phức tạp cả. Đó. Trong cái phần setting của V-Ray ấy, thì các bạn lưu ý là nó sẽ có một cái phần đấy là phần quality này. Cái phần quality này ấy, thì nó là một cái nó cũng khá là hay. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể gen được từ nhanh cho đến chậm. Thì tôi hướng dẫn sơ qua một cái này thôi, về giới hạn về thời gian tôi không đủ thời gian tôi hướng dẫn cái này quá nhiều. Thì các bạn nhớ là khi các bạn gen ấy nó sẽ có chia ra làm nhiều bước. Khi mà các bạn chỉ muốn test về mặt ánh sáng xem là mình đi sáng đã đúng và đã tốt hay chưa ấy, thì cái phần quality này bạn nên kéo xuống đến mức draft thì các bạn gen ấy nó sẽ nhanh cực kỳ nhanh, vèo cái xong luôn đấy, nhanh đến nỗi các bạn không nhận ra luôn. Thực ra là một phần nữa là do máy tôi khỏe quá thôi. Còn khi mà các bạn gen ra ảnh sản phẩm ấy thì các bạn chỉ nên kéo nó lên mức độ gọi là medium thôi. Mức độ này nó cũng rất là đẹp rồi và nó còn nhanh nữa. Nên các bạn khi gen như này, các bạn thấy là về ánh sáng ấy, nó không thay đổi quá nhiều nhưng mà chỉ có cái là cái ảnh của mình trông nó đỡ bị nhiễu hơn thôi. Để tôi sẽ zoom vào đây tôi gen lại cho các bạn xem. Ví dụ giờ tôi để draft nha, tôi gen này. Các bạn sẽ thấy là trông hình của mình về ánh sáng và màu sắc các thứ nó vẫn tương đối ok. Đó, bây giờ tôi sẽ quét qua một cái vùng này tôi gen chẳng hạn. Bây giờ tôi kéo lên mức medium nhỉ, tôi gen này. Các bạn thấy là ánh sáng nó vẫn vậy, chỉ có cái là ảnh của mình trông nó mịn và nó đỡ bị nhiễu hơn thôi. Các bạn tuyệt đối không nên kéo lên mức high hoặc là very high, tại vì hai cái mức này gen nó cực kỳ lâu. Đó, medium là ok rồi. Đó, tôi chỉ có thể bật mí ở mức độ này thôi. Còn các bạn muốn biết sâu hơn thì các bạn có thể tham gia các cái khóa học của Celtic Studio. Nó sẽ có những cái setting, xin lỗi không phải, có những cái cách để làm bài của mình gen nó vừa đẹp vừa nhanh. Một phần nữa là các lỗi thường gặp trong V-Ray. Cái phần này thì nó cũng khá là dài để tôi xem có gì cần nói cho nó nhanh nhanh được ta. Trong V-Ray, à thôi đây, may quá có cái phần này. Tôi có một cái
tôi có một cái phần các câu hỏi thường gặp và các album là các lỗi thường gặp ấy. Đâu ra đây thì trong này tôi đã có để khá là nhiều các cái trường hợp mà bị lỗi rồi, các bạn có thể tham khảo thêm trong này. Có khá là nhiều lỗi đấy, có một cái lỗi à đây có một cái lỗi này rất là hay gặp này. Đấy là khi các bạn gặp lỗi nhá, nó sẽ có một cái bảng load errors này. Thì khi các bạn gặp cái bảng này, các bạn đừng hoang mang tại vì nó có nhiều trường hợp khác nhau đấy. Trong này tôi có hai trường hợp đấy cơ. Đó, các bạn đấy, đây cũng là load errors này. Bên này nó cũng là load errors này. Thế nên là rất nhiều bạn khi mà gặp cái này, các bạn không xem kỹ và các bạn đã inbox hỏi tôi ngay thì nó sẽ tùy từng trường hợp ấy. Nó có một cái lỗi như sau. Đó là khi các bạn mở su lên ấy, nó cứ mở cái lỗi này lên. Và mỗi lần các bạn mở lên ấy, nó cứ hiện cái này lên, nó khá là bực mình và có một số tính năng bạn không dùng được. Thì các bạn để ý này, cái lỗi này nó thông báo như sau này. Đây là lỗi khi khi load cái file này vào, thì cái file này các bạn phải xem nó là file gì. Ở trong này nó là user app data roaming này, sketchup sketchup dm artisan đó. Thì cái lỗi này đấy là do quá trình khởi động ấy, là sketchup nó không thể nạp được cái dữ liệu của cái plugin tên là artisan này, thì nó sẽ bị lỗi. Thì nó sẽ báo lỗi là không không nạp được dữ liệu thôi. Cứ đến cái lỗi này nó chỉ đơn thuần là không nạp được dữ liệu. Thì với những cái lỗi này ấy, thì các bạn ok các bạn tắt đi thì lại dùng được bình thường. Có cái là bạn không thể dùng được cái plugin nó tên là Artisan này thôi. Vì nó không không nạp được dữ liệu của plugin này vào để nó dùng. Đó. Đây là một cái lỗi tương đối nhẹ. Thì với lỗi này thì các bạn nó cũng có cái lỗi này thì thường thường với ngày xưa ấy, thì hay hay gặp các phiên bản su ngày xưa hay gặp. Phiên bản mới thì không biết là có gặp hay không tại vì lâu lâu tôi không thấy ai hỏi cái lỗi này. Vì thực ra là nói thật là có nhiều lỗi thì tôi cũng không biết đâu, vì là tôi dùng su tôi chả bao giờ gần như là chả bao giờ tôi gặp lỗi cả. Nên các bạn mà có gặp lỗi này thì thường là tôi phải ngồi tôi phân tích nghiên cứu và tôi tìm hiểu một thời gian thì tôi mới biết được là vì sao, chứ còn tôi không gặp thì các bạn hỏi thì tôi cũng gần như tôi cũng không biết là vì sao lại bị lỗi. Nên là thường thường các bạn phải gửi ảnh hoặc là mô tả thật kỹ thì tôi mới biết được, giống như bác sĩ khám bệnh vậy. Chứ các bạn chỉ bảo là tôi bị đau bụng thì tôi cũng không biết là vì sao nguyên nhân các bạn lại bị đau bụng. Rồi, nguyên nhân thứ hai, đây các bạn thấy này. Đây về về mặt triệu chứng nhé, nó cũng hơi hơi giống nhưng mà khi các bạn gửi ảnh cho tôi ấy, thì tôi mới bắt bệnh được. Cái lỗi này các bạn đọc này. Error loading file. Program file child group vray đó. Fail to initial tiếng Anh tôi hơi rốt, không biết đọc cái từ này là như nào ta. Initialize. Initialize chắc chắc vậy. Thì cái lỗi này ấy, là một cái lỗi mà cũng khá là gần đây các bạn hay gặp khi mà các bạn cài phiên bản Vray 3.4 hoặc 3.6. Đó là khi mà các bạn mở su lên, nó hiện ra cái lỗi này. Các bạn ok cái là nó văng bài liền. Đó, hoặc là một cái trường hợp thứ hai. Đấy là các bạn mở su lên, rồi các bạn ấn vào cái biểu tượng Vray này. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái lỗi đấy và các bạn bị văng file liền. Thì cái lỗi này các bạn đọc kỹ này. Đây là lỗi nó không nạp được dữ liệu của Vray. Thực ra nếu mà các bạn mà cẩn thận ấy, các bạn khi mà các bạn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái lỗi này, các bạn hãy copy nguyên hoặc các bạn gõ mà các bạn chịu khó gõ nguyên cái dòng này lên Google thì người ta sẽ có những cái topic mà nó chỉ ra cái lỗi này như nào. Thì cách tôi tìm hiểu một cái lỗi mà khi mà tôi chưa gặp thì cũng chỉ đơn giản là tôi Google thôi, chứ cũng không có gì là bí hiểm cả. Thì cái lỗi này tôi giải thích như sau này, đấy là do cái này thì do có thể nói là do các cái plugin của bạn nó bị xung đột với cả Vray. Lỗi này chúng ta hay gặp với cả cái Vray 3.6 cho su 18. Thực ra thì các bạn thấy là tôi dùng su 18 đây, tôi vẫn dùng Vray 3.6 bản mới nhất như bình thường, chả lỗi gì cả. Tôi dùng Vray với cả su chả bao giờ lỗi cả, nhưng mà không hiểu sao rất nhiều người gặp lỗi. Chắc do ăn ở. Thì khi các bạn gặp được cái lỗi này ấy, nó có một cái cách giải quyết như sau. Trong này tôi cũng có hướng dẫn rồi đấy, nhưng mà ở đây tôi nói qua cho các bạn đỡ mất công tìm xem. Đây, các bạn có thể làm theo cái quy trình như này. Thứ nhất là các bạn sẽ tắt su và tắt tắt hết su đi, và các bạn xóa hết plugin trong máy tính đi. Các bạn nhớ phải xóa 2 lần. Sau đó các bạn cài lại Vray và mở su lên. Mở Vray lên xem có bị văng không. Nếu mà không văng thì chúng ta tắt su đi rồi cài lại plugin và dùng bình thường. Còn nếu mở lên mà vẫn văng thì các bạn có thể thử cách là cài lại Win. Cài lại Win là cách gọi là chữa bách bệnh. Thực ra các bạn đừng ngại cài lại Win. Cài lại Win các bạn chỉ mất cỡ khoảng tầm nửa ngày thôi, nó không lâu quá. Còn các bạn gặp một cái lỗi này mà các bạn cứ sống chung với nó ấy, hì hài hục cả ngày giờ chả làm được việc, nó rất mất thời gian. Đó. Sau khi cài lại Win, tại vì trong quá trình sử dụng ấy, nhiều khi mà các bạn cài một số cái plugin hoặc một số cái phần mềm lậu ấy, thì virus nó sẽ
ăn mất một số cái thành phần dữ liệu hệ thống, nên là nó sẽ khiến cho bản win của bạn bị lỗi. Thế nên là cái khi mà sửa mãi không được lỗi ấy, thì cách đơn giản nhất nó là cài lại win, nó sẽ làm sạch hoàn toàn cái hệ thống của bạn. Sau khi cài lại win ấy, thì các bạn cài lại su và crack lại su, tuyệt đối không cài plugin đó, tại vì theo kinh nghiệm của tôi thì cái lỗi này nó đến từ plugin. Sau đó thì các bạn sẽ cài V-Ray 3.6 và các bạn mở su lên, mở thử V-Ray 3.6 có hoạt động ok không. Thường là nó sẽ hoạt động ok. Sau khi hoạt động ok thì các bạn mới bắt đầu cài plugin và sử dụng bình thường. Đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, cái video này cũng tương đối dài, chắc là các bạn cũng buồn ngủ thì tôi xin phép dừng lại tại đây. Hẹn lại gặp lại các bạn trong các video sau này. Thì các bạn có thể nhớ là các bạn tham gia cái group Susu này để tìm hiểu nhiều cái tài liệu hơn. Trong trong này nó rất là nhiều tài liệu, nhưng mà thường thường là các bạn không đọc hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.